Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí đối với tướng của sáu phép Ba La Mật Đa chẳng thủ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã mặc áo giáp Đại Công Đức. Xá lợi tử, như vậy gọi là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp Đại Công Đức. Xá lợi tử, các Đại Bồ Tát an trú từng Ba La Mật Đa như vậy, đều tu sáu phép Ba La Mật Đa khiến được viên mãn, vì vậy gọi là mặc áo giáp Đại Công Đức. Lại nữa, xá lợi tử, các Đại Bồ Tát tuy nhập các tịnh lự và định vô lượng vô sắc mà chẳng đắm trước, cũng chẳng bị thế lực ấy dắt dẫn,